Người đàn ông lạ mặt đòi vào nhà bắt chó đi vì giống với chó của họ. Đoạn camera trích xuất đã quay lại tình huống nguy hiểm khi một người đàn ông lạ mặt xông vào nhà và bảo chú chó của chủ clip là chó của ông ta. Cụ thể, hai bé chó nhà chị tên là Bu và Nem, khổ nổi hai cái đứa này nó hướng ngoại, gặp ai dù là người lạ nó cũng mừng. Hôm đó, chị chủ không có nhà, cô gái trong clip là bạn đang trong nhà giúp chị. Người đàn ông kia tỏ ra rất hung hãn, một hai khăng khăng, Nem là chú chó rét của ông ta, mặc cho cô gái kia hết sức cản và giải thích rõ ràng, mình không phải là chủ nhà, không có quyền quyết định mở cửa hay giao chú chó này cho ai. Tình huống diễn ra khá căng thẳng, cô gái này chỉ có một mình trong nhà nên rất lo lắng và sợ hãi. Cũng may sau vài lần lời qua tiếng lại, người đàn ông cũng bỏ đi, cùng lời đe dọa ngày mai sẽ lại đến. Dạ thôi. Thì làm gì ạ? Không, không có chủ nhà ở đây, là cháu không cho ra ngoài đâu, mình hãy ra ngoài. Chủ nhà đây rồi. Con nhà tiếp tục luôn. Hôm nay câu chuyện này cũng được giải quyết khi người đàn ông kia quay lại và gặp được chị chủ. Ban đầu ông cũng chắc chắn rằng đây là Z của ông. Nhưng sau khi được giải thích cùng những minh chứng ảnh từ nhỏ đến lớn của Nem, ông ta đã xác nhận là nhận nhầm và gửi lời xin lỗi tới chị. Song trong sự việc, may rằng người đàn ông này là thực sự nhìn nhầm chứ không phải là thực sự mang ý xấu. Nếu người có rắp tâm âm mưu trộm chó thì cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đồng thời cũng phải dành lời khen cho cách xử lý rất bình tĩnh của cô gái trong nhà hộ. Nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, chị chủ cũng rất bất lực với sự hướng ngoại quá mức của hai bé chó nhà mình. Chị cho biết rằng mình sẽ cho tụi nhỏ đi một khóa huấn luyện, chứ cứ như này thì thật sự không yên tâm. Mấy con sen cũng lưu ý để bảo vệ boss nhà mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lưu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.